số 504 ngày mùng 4 tháng 4 uh, tăng giá kéo dài thị trường uh, tiếp cận kháng cự uh, tối qua thế giới vẫn có một phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp uh, sau công bố báo cáo sản xuất PMI thảm hại vào tối qua thì điều này nó khiến cho uh, giới đầu tư thì kỳ vọng là Fed nó sẽ uh, hạ lãi suất nhanh hơn dự báo để cứu nền kinh tế của Mỹ với những cái dữ kiện liên quan về kinh tế thì không mấy là là tích cực ở Việt Nam thì đã có chuỗi tăng điểm 10 phiên liên tiếp rồi và đây là một cái điều mà khá là hiếm hoi trong lịch sử với việc mà tăng giá kéo dài và mở ra rất nhiều cái khoảng trống tăng giá tức là gap up thì khả năng nó sẽ có sự rung lắc để hấp thụ cái nguồn cung hàng ở đây khi mà thị trường đã phục hồi về rất nhanh về vùng đỉnh cũ là vùng 1085 điểm của nó đúng không ạ? thì nó cũng giống như là những cái hiệu ứng giảm lãi suất vào ngày 14 tháng 3 đợt trước thôi thì nhóm cổ phiếu bất động sản và chứng khoán nó đều xanh tím hết sau cái công bố của ngân hàng nhà nước SBV thì cái này thì anh chị cũng biết rồi là cái nhóm này thì nó rất là nhạy với lãi suất đúng không chỉ cần lãi suất nó giảm thôi thì gần như là có cái câu chuyện đầu cơ cho hai cái nhóm này rất cao cái GDP quý 1 của chúng ta thì nó xuống cái mức thấp nhất lịch sử ở trong vòng 10 năm trở lại đây và PMI tháng 3 của Việt Nam thì cho thấy là cái lượng đơn hàng mới cũng tiếp tục giảm. bắt buộc là SBV phải hành động mạnh tay hơn để mà vực dậy cái nền kinh tế của chúng ta đúng không? Thì kỳ vọng là có thể nói là cái chu kỳ downtrend của chúng ta cũng đã tròn một năm từ tháng 4 2022 đến bây giờ rồi. Thì uh, hy vọng là Việt Nam chúng ta cũng sẽ nhìn nhận được vấn đề và hỗ trợ kịp thời, cũng như là kích thích mạnh mẽ nền kinh tế phát triển thì uh, lúc đó thì nó sẽ mở ra một cái chu kỳ mới cho những nhà đầu tư đầu tư chứng khoán chúng ta đúng không? về hành động của các bác ngày hôm nay thì em nghĩ rằng là ở trong một xu hướng tốt thì các bác cũng đừng nên là cố gắng đoán đỉnh của chỉ số làm gì cả Và chúng ta luôn giữ tỷ trọng cổ phiếu trên mức trung bình Ở trong những cái giai đoạn mà sideways ở phía trước thì em có bảo là chúng ta nên cầm 50% cổ phiếu, 50% tiền mặt Nhưng mà giai đoạn này thì các bác có thể là uh, cân nhắc là cổ phiếu là 70, còn tiền mặt là 30 các bác nhé ở việc mà chết đinh bán khi hưng phấn và mua khi uh, điều chỉnh thì nó đòi hỏi kinh nghiệm Bác nào mà uh, không có kinh nghiệm thì cũng có thể là nắm giữ được Vì em thấy là đoạn này thì uh, tiền nó đang xoay tua giữa các dòng với nhau Thì các bác có thể là ngồi im uh, chờ đến lượt của mình đúng không và một số cổ phiếu mà tặng các bác các bác có thể là uh, tham gia ở trong cái phiên ngày hôm nay đúng không ờ uh, chứng khoán bất động sản bật rồi thì các bác có thể để ý những cái dòng nó chưa bật như là uh, hhv đúng không hhv của đầu tư công này ngoài ra thì có vcg bcc hà tiên một là dòng vật liệu xây dựng đúng không thép thì có nam kim Uh, Nam Kim, Hoa Sen và bà Hòa Phát anh chị nhé. Thì anh chị nhớ là uh, chúng ta mua vì kỳ vọng vượt đỉnh vì rất nhiều dòng của thị trường nó đã vượt đỉnh rồi. Còn những cái dòng này thì nó đang tích lũy rất tốt và chưa vượt đỉnh thì các bác cũng lưu ý là mua quanh tham chiếu và nó chỉnh đỏ thôi. Vì có thể là chiều nay khi mà hàng về tài khoản của thị trường thì nó sẽ rung lắc thì nó sẽ có giá tốt cho các bác đúng không ạ?